Chào mừng đến với Người Thách Thức Ma. Hiện giờ, chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi xin nhắc lại lần nữa, chúng tôi chưa từng gặp gỡ và trò chuyện với khách mời của chương trình. Hãy cùng chờ xem câu chuyện hôm nay là gì. Khách mời đầu tiên là bạn Nen Natarika, 23 tuổi. Hiện tại bạn ấy là y tá làm việc tại Bangkok. Tôi cảm nhận được rằng bạn vẫn chưa thể quên được người được qua đời. Người thân của bạn qua đời và mỗi lần nghĩ tới người đó bạn đều khóc rất nhiều. Có phải không? Đúng vậy chị Chen. Sau khi người đó qua đời, bạn luôn tự trách mình vì không thể chăm sóc cho người đó được nữa. Vâng, tại sao lại ra đi nhanh như vậy? Hiện giờ, tôi đang cảm thấy nổi da gà. Vì có vẻ như bạn đã nói với người đã qua đời là nếu có gì muốn dặn dò thì hãy tới gặp bạn. Và người mà tôi nhìn thấy lúc này, trên người có rất nhiều máu. Tôi không biết sự việc cụ thể là gì, nhưng có cảm giác như là người này bị sát hại. Đúng vậy, bị người khác sát hại. Cả người toàn máu, ánh mắt đau buồn. Người đã qua đời là một phụ nữ lớn tuổi, cả người chị ấy đầy máu và chị ấy nói là mình bị sát hại. Chị nhìn thấy hả? Phải. Ở đâu? Ở bên cạnh bạn Nen. Lúc bạn Nen đang nói chuyện điện thoại, tôi đã dùng khả năng ngoại cảm của mình nhìn vào mắt bạn Nen để xem linh hồn đó là ai. Tại sao lại ở bên cạnh bạn Nen? Tôi nhìn xuyên qua màn hình khi đang nói chuyện với bạn Nen và nghe người đó nói là người đó bị sát hại. Hung thủ là một người đàn ông. Chị Chen nhìn thấy linh hồn ở đâu? Ở vị trí bạn Nen đang ngồi, linh hồn đứng phía sau bạn ấy. Ôi, tôi nổi cả da gà. Chị ấy mặc áo kiểu polo, nghĩa là sao? Là áo thun có cổ. Bạn Nen, chị Chen nhìn thấy linh hồn đang đứng phía sau bạn. Cái áo mà chị Chen nhìn thấy là áo mà thi hài đã mặc lần cuối. Là áo đồng phục của đội tình nguyện. Là áo thun có cổ và có in logo nữa. Nhưng tôi không biết đó là logo gì. Và có hai cúc áo ở đây, giống như mình hay mặc áo thun có cổ vậy. Người đó nói là người đó bị sát hại và hiện giờ rất lo lắng cho con. Bạn Nen có cảm nhận được rằng hiện giờ có linh hồn đang ở cùng mình không? Lúc nghe chị Chen giải thích, thì em và người ngồi bên cạnh là cháu em đều cảm thấy nổi da gà. Tự dưng cả hai đều nổi da gà, và khi nghe chị Chen nói, em không cầm được nước mắt. Vì tất cả đều đúng với cảm xúc của em. Trong trường hợp linh hồn có thể xuất hiện mặc dù không được thỉnh mời, nghĩa là linh hồn vẫn còn lo lắng cho con, lo lắng cho cháu. Lo cho người trong gia đình, chị ấy rất lo lắng cho con, đặc biệt là chuyện tình cảm. Chị ấy qua đời vì tình yêu. Đúng vậy. Còn anh Lưu thì sao? Không biết bạn và mẹ có từng nói những câu đại loại như vậy không? Vì theo ngày tháng năm sinh, bạn là người suy nghĩ nhiều và thường bị căng thẳng, sinh năm Sửu, hiện đang rơi vào năm Tam Tai. Tôi viết ở đây là mẹ đã qua đời, bị đánh đập, bắn hoặc và bị đâm. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng những con số đã thể hiện như vậy. Vẫn lo lắng cho con và nhắc nhở con việc tiết kiệm tiền. Vì mẹ thích dặn dò bạn vấn đề tiết kiệm tiền. Lúc mẹ bạn còn sống, thường nói rằng không cần lo cho mẹ, chỉ cần lo cho bản thân là được. Điều mà mẹ bạn lo lắng và thường xuyên hỏi nhất đó là có đủ ăn đủ xài không? Đúng vậy. Cuối cùng đó là làm việc tới mức quên ăn, mẹ bạn dặn là phải ăn uống đầy đủ. Đúng vậy, vì em thường xuyên bỏ ăn nên bị bệnh dạ dày. Nghĩa là đây là những câu mà chị ấy thường nói với bạn Nen, đúng không? Đúng vậy, hầu như là mỗi ngày. Linh hồn đã nói với anh Lưu và nhờ anh Lưu nhắn lại sao? Đây, bạn nhìn những gì mà tôi đã viết ở đây nha. Bạn thấy rõ không? Thấy rõ. Đây đều là những câu mà mẹ em thường nói với em. Nổi da gà thật đó. Anh Lưu viết sẵn luôn rồi. Ngạc nhiên thật đó. Mẹ bạn bao nhiêu tuổi? 43 tuổi. Sự việc đã xảy ra ở đâu? Ở nhà em, tỉnh Nan. Nen à, câu chuyện của mẹ bạn cụ thể là như thế nào? Ngày 7 tháng 10 năm ngoái, em vào ca làm việc như bình thường. Em làm việc trong một bệnh viện ở Bangkok, còn mẹ em thì ở nhà. Nhưng mỗi khi nghỉ giải lao,
em đều gọi cho mẹ. Hôm đó, em nói chuyện với mẹ tới khoảng 8 giờ tối. Em có cảm giác hôm đó, em được nghỉ giải lao lâu hơn. Em cảm thấy vui một cách bất thường và muốn nói chuyện với mẹ lâu hơn. Không hiểu sao em lại cảm thấy như vậy. Nhưng mẹ nói mẹ đang có việc ở nhà bạn, có gì nói chuyện sau. Nên em cúp máy và làm việc tiếp. Khoảng 9 giờ tối thì cháu em ở nhà gọi tới và khóc. Giọng của cháu run rẩy và không nói thành lời. Cháu em nói là mẹ chị Nen bị đâm, máu chảy nhiều lắm. Em liền hỏi là ai đâm mẹ. Thì cháu trả lời bố dượng em là người đâm mẹ. Nên em nghĩ chỉ là xô xát nhẹ khi cãi nhau thôi, vì em đã quen với việc ba mẹ cãi nhau rồi. Hai người họ cãi nhau nhiều tới mức cả em và hàng xóm đều quen với việc đó. Nhưng sau khi cúp máy được 5 phút thì cháu em lại gọi và nói là xe cấp cứu tới đưa mẹ đi rồi. Khoảng một tiếng sau thì cháu em lại gọi báo là mẹ đang ở phòng cấp cứu. Tình hình có thể không qua khỏi. Lúc đó em đã rất sốc, em buông điện thoại xuống và không biết phải làm gì. Nên em vội vào xin phép chị đồng nghiệp cho em nghỉ hôm nay, vì em không thể tiếp tục làm việc. Cả người em run rẩy, em không thể đứng vững được. Nghĩa là màn hình phía trên là người nhà của bạn ở Nan, là nơi xảy ra vụ việc. Màn hình dưới là bạn Nen đang ở Bangkok. Nen ở Bangkok, xin chào, hai chị có nghe thấy không? Có. Chào chị, chào hai chị. Xin chào mọi người. Chị là người chứng kiến việc mẹ của bạn Nen bị sát hại đúng không? Đúng vậy. Chị có thể kể lại sự việc hôm đó được không? Hai người họ cãi nhau. Vì hai nhà ở gần nhau nên khi nghe tiếng cãi nhau tôi đã chạy ra xem. Thì thấy em ấy bị đâm chảy máu và đang chạy qua nhà tôi. Chị ấy đã bị đâm ở đâu vậy? Sau đó thì lại bị đâm trước nhà của tôi một lần nữa. Nghĩa là đuổi theo tới tận nhà chị sao? Đúng vậy. Khoảng bao nhiêu vết thương? 5 vết thương. Hại người họ giận nhau chuyện gì vậy? Hầu hết là chuyện tiền bạc. Anh Lưu có viết ở đây phải không? Anh cho mọi người xem với. Cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Chị Nông Núp và chị La Mai đưa chúng tôi tới chỗ chị ấy bị sát hại được không? Được, đợi tôi một lát. Nên à, hiện giờ mọi người đang đi xem chỗ mà mẹ bạn đã qua đời. Để xem là bố dượng đã ra tay sát hại mẹ bạn ở đâu. Là ở đâu vậy chị Nông Nút? Là ở đây. Lúc chị ấy chạy qua nhà chị ấy có kêu cứu không? Có. Chị ấy nói sao? Em ấy kêu đau vì em ấy đã bị đâm ở nhà rồi. Lúc chạy tới đây, em gái của chị có bị ngã xuống không? Có, em ấy ngã xuống sàn. Ở đâu vậy? Chị chỉ vào chỗ đó được không? Chị ấy nằm ở tư thế nào? Em ấy ngồi như vậy. Vậy còn chồng chị ấy ở đâu? Chồng em ấy đi tới từ chỗ này và ra tay với em ấy. Sau đó thì chồng chị ấy đi đâu? Chồng em ấy bỏ chạy. Có ai nhìn thấy linh hồn của chị ấy không? Từ ngày tụng kinh thứ hai là đã nhìn thấy rồi. Em vừa nằm mơ thấy mẹ lúc nửa tỉnh nửa mê. Và người được mùi của mẹ, nghe tiếng của mẹ. Em cảm nhận được là mẹ về tìm em. Chị Nông Nút, linh hồn em gái chị có về tìm chị không? Linh hồn em ấy thường tới gõ cửa. Thường là tạo tiếng động để mình biết là em ấy về. Lúc thì gõ cửa, lúc thì đóng mở cửa, nhưng không nhìn thấy, đúng không? Không thấy, chỉ có tiếng động thôi, đúng vậy. Chị có sợ không? Không sợ, vì đó là em gái tôi muốn gặp em ấy. Nen, hôm nay đến đây, bạn muốn chương trình giúp gì? Em nghĩ là mẹ vẫn còn quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng em và cháu đều mơ thấy như vậy. Em sợ là mẹ còn vướng bận điều gì đó, em muốn biết bây giờ mẹ thế nào, có thiếu thốn điều gì hay muốn nói gì với em không? Sau khi quan sát xung quanh nhà, và bây giờ cũng là 3 ngày nữa, nếu hỏi là linh hồn của mẹ bạn đã đi đầu thai chưa, hay vẫn còn ở nhà thì xin trả lời là linh hồn mẹ bạn vẫn còn ở nhà. Bởi vì, chị ấy rất lo lắng cho bạn Nen.
Điều quan trọng nhất là chị ấy từng trò chuyện với bạn Nen về vấn đề tình cảm. Mỗi lần bạn quen ai đó, mẹ bạn thường khuyên nhủ bạn, đúng không? Đúng vậy, chị ấy thường khuyên nhủ bạn về vấn đề tình cảm, yêu đương. Vì chị ấy bị ám ảnh về tình yêu. Xin phép nói thẳng là mọi người trong làng đều thường xuyên nghe thấy tiếng hai vợ chồng chị ấy cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau đều rất lớn tiếng, tới mới mọi người cũng cảm thấy quen với việc đó. Chị ấy thường tới cảm giảm với chị nông nút là vẫn chưa hết nợ hết nghiệp với người chồng này, kiểu chưa là oan gia trái chủ vậy. Thật ra, mẹ bạn phải chịu đựng nhiều hơn vậy, nhưng không dám nói với bạn. Đúng vậy. Mẹ bạn sợ bạn suy nghĩ nhiều và ảnh hưởng tới công việc, nên không dám kể hết cho bạn nghe. Chị ấy lo lắng cho bạn Nen về vấn đề tài chính và tình cảm. Anh Lưu có điều gì muốn chia sẻ thêm với bạn Nen không? Tôi xin một điều rằng Nen biết rõ mẹ là người luôn dặn dò mình. Thường sẽ không khen ngợi bạn, nhưng sẽ dặn dò việc này việc kia. Vì vậy, tôi tin là bạn đều nhớ những điều mà mẹ dặn. Chỉ còn điều cuối cùng đó là những ước mơ mà bạn đã chia sẻ với mẹ, sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ mua nhà. Mẹ bạn vẫn luôn bên cạnh và động viên bạn. Tôi cũng mong là bạn sớm vượt qua được việc này. Mời chị trên. Tôi cảm nhận được là linh hồn đang ở một sinh cảnh tốt. Chỉ là chị ấy còn lo lắng cho bạn Nen. Chị ấy còn quanh quẩn ở nhà là vì lo lắng cho bạn Nen, nhưng không ở Bangkok, mà ở Nan. Vì khi chị nông nút đưa đi tham quan nhà, tôi đã dùng khả năng ngoại cảm để cảm nhận. Và những ngày mà linh hồn được thả về, thì vẫn nhìn thấy linh hồn chị ấy trong trang phục quần lửng và áo thun, đi loanh quanh trong nhà. Chị ấy vẫn chưa đi đâu. Đây là câu chuyện của bạn Nen, khi mẹ bạn ấy cãi nhau với chồng vì vấn đề tài chính, trước khi bị chính chồng mình sát hại. Anh Lưu và chị trên cảm nhận được rằng, linh hồn của mẹ bạn Nen vẫn chưa đi đâu vì lo lắng cho bạn Nen trong chuyện tình cảm và tài chính. Đội ngũ chương trình Người Thách Thức Ma xin cầu cho linh hồn mẹ bạn Nen sớm trút bỏ nỗi lo và được siêu thoát. Hiện giờ, chúng tôi đã sẵn sàng để gặp gỡ khách mời tiếp theo. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được trò chuyện với khách mời. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Khách mời tiếp theo trong chương trình hôm nay là bạn Cô Kỳ Tị Thắt, 24 tuổi, đang sinh sống ở tỉnh Tý Chịt. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn cô. Khi nhìn vào khuôn mặt bạn cô qua màn hình điện thoại. Bạn không được may mắn trong chuyện tình cảm, đúng không? Vâng. Em thường gặp vấn đề trong tình cảm, lúc nào cũng có chuyện cãi nhau. Nói đơn giản là bạn thường xuyên cãi nhau với người yêu. Bạn có biết là mình bị ma ám không? Em cảm nhận được, nhưng không biết đó là ai. Em thường bị bóng đè và cũng từng nhìn thấy hồn ma. Ngoài ra, mỗi lần đi ngủ, bạn đều cảm thấy có người nằm cạnh mình, đúng không? Đúng vậy, bạn ấy ngủ với ma. Thật hả? Thật, bạn ấy ngủ với ma. Thậm chí, có những hôm còn xảy ra những việc tế nhị nữa. Có quan hệ với ma sao? Kiểu như là bạn ấy có hưng phấn với điều không nhìn thấy. Thật hả? Bạn quan hệ với ma hả? Phải, em cũng không biết nữa, nhưng em cảm nhận được. Vấn đề này thì em không chắc chắn cho lắm. Nói đơn giản là lúc bạn ấy đang nằm ngủ, bạn ấy sẽ cảm thấy có một người phụ nữ nằm bên cạnh và ôm mình. Là ma tới nằm cạnh bạn ấy. Có hồn ma của người tình ở kiếp trước bám theo bạn cô. Nếu bạn ấy có người yêu, thì thường không được suôn sẻ. Thậm chí bạn ấy từng bị vong nè. Kiểu như là không thể ngồi dậy được và ở trong trạng thái mơ hồ. Bạn ấy thường xuyên gặp phải tình trạng như vậy. Vì vậy mà bạn ấy không được may mắn và thường đau khổ trong tình yêu. Bạn có hai nốt ruồi ở hai bên mắt. Người ta gọi là nốt ruồi nước mắt, nghĩa là bao nhiêu lần tình yêu tìm đến. Nếu không phải là bị đối phương làm tổn thương, thì chính bạn là người cảm thấy chán đối phương. Đây là điều bạn phải lưu ý. Tiếp theo, tôi cũng thấy giống như chị trên. Đó là bạn cảm thấy mình bị ma ám. Tôi đã viết ở đây. Tôi dùng từ người tình ở kiếp trước. Cô à, bạn có thể chia sẻ thêm là hôm nay đến với chương trình.
bạn muốn chúng tôi giúp đỡ điều gì không? Em muốn biết là người bám theo em muốn gì ở em. Tại sao lại theo ám em như vậy? Bạn bắt đầu có cảm giác này từ lúc nào và bạn đã nhìn thấy điều gì? Vào năm 2017, em chuyển lên học ở Pirot. Em thuê trọ chung với ba người bạn nữa. Lần đầu tiên em bị vong đè là ở phòng trọ đó. Ba đêm liền em đều bị như vậy. Đêm đầu tiên em không thể cử động được. Gọi bạn, bạn cũng không nghe thấy. Đêm thứ hai cũng vậy, cũng vào lúc 9, 10 giờ tối, hai mốc thời gian giống nhau. Vậy lúc bạn bị bóng đè, bạn có nhìn thấy gì không? Lần thứ ba thì em thấy, cụ thể là như thế nào? Em nhìn thấy một cô gái tóc dài, nhưng chỉ là một bóng đen thôi, không thấy rõ mặt. Đêm thứ ba thì cô ấy kéo tay em và muốn em đi cùng. Vì lúc đó em vẫn chưa ngủ, nhưng cả phòng đều tắt đèn rồi. Em gọi bạn, nhưng bạn không nghe thấy. Qua đêm thứ ba thì em đề nghị chuyển phòng. Vì em nghĩ em bị bóng đè là do phòng trọ có vấn đề, không phải cô gái theo ám em tới tận bây giờ. Nhưng từ lúc chuyển trọ cho tới tận bây giờ vẫn còn xuất hiện. Đúng vậy. Lần gần đây nhất là lúc em chuyển tới nhà này. Em vừa mua căn nhà này và chuyển về được khoảng 3 tháng. Ngày 19 năm tháng 10, 2017, em đi ngủ từ lúc 6 giờ chiều và tỉnh dậy lúc 10 giờ tối. 12 giờ khuya thì em đi ngủ lại. Nhưng em không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường. Em cảm thấy có người bước đi trên giường vì nệm bị lún xuống. Lúc đó em đang nằm nghiêng, khi em nằm ngửa lại thì nhìn thấy một cô gái tóc dài, mặc áo màu trắng, váy dài tới đầu gối. Cô gái đó đứng ở cạnh giường và nhìn em. Lúc đó bạn làm gì? Em cũng giật mình, nhưng sau đó thì em nhìn thẳng vào cô ấy cũng khoảng 2 phút vì em muốn biết đó có phải là thật hay không. Vì trước giờ em chưa từng thấy rõ và gần như vậy. Nghĩa là bạn và ma nhìn nhau suốt 2 phút. Đúng vậy, em nhìn không rời mắt và cả cô ấy cũng vậy. Ngày hôm sau thì em qua phòng mẹ ngủ. Em vẫn nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đứng bên cạnh chỗ em nằm, mặc dù em ngủ chung với mẹ, cô ấy còn kéo tay em, giống như muốn rủ em chơi cùng. Cô ấy cười và kéo tay em. Cô ấy có thường xuyên xuất hiện trước mặt bạn không? Bạn gặp tình trạng như vậy bao lâu rồi? Anh nói sao? Bạn gặp cô ấy bao lâu rồi? Từ năm 2017 cho tới tận bây giờ, nếu bạn gặp thường xuyên như vậy, tính ra cũng 3, 4 năm rồi, chắc bạn cũng quen rồi hả? Em cũng quen rồi. Nhưng lần này em liên lạc với chương trình vì em cảm thấy hơi sợ vì chưa bao giờ em nhìn rõ như vậy. Làm gì em cũng sợ, mỗi tối em đều cảm thấy bất an. Có đợt hầu như ngày nào cô ấy cũng xuất hiện. Ngoài bạn ra, còn ai nhìn thấy không? Có mẹ em. Có một hôm em về nhà vào buổi tối, mẹ em đang ngồi trong nhà. Mẹ em nhìn thấy một cô gái ngồi sau xe em. Sau khi chạy xe vào thì em đi ra kéo cổng lại. Mẹ em vẫn thấy cô gái đó đứng cạnh em. Khi em vào nhà thì mẹ em hỏi em đi với ai. Em trả lời là đi một mình. Mẹ em nói, lúc nãy mẹ thấy cô có nào đi chung với con, còn đứng bên cạnh con nữa. Trừ những lúc ở nhà, khi bạn đi chơi, đi làm việc hay ngủ nghỉ ở những nơi khác, bạn có gặp không? Có. Lúc em đi công tác ở tỉnh, em cũng gặp. Chị Trên, cô gái này là ai vậy? Là người tình kiếp trước, người mà bạn cô đã thể hứa là chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Kiếp sau là có thật, bạn cô đã đầu thai, nhưng cô gái ấy thì vẫn chưa, vì nghiệp báo của mỗi người khác nhau. Nên cô ấy tới để nhắc lại lời hứa của bạn cô. Nếu không sớm giải quyết, khi con người ta ở gần và gặp gỡ linh hồn trong thời gian dài sẽ khiến linh hồn chúng ta bị thu hút. Có đôi khi linh hồn không hề xuất hiện, nhưng chính chúng ta là người bị thu hút và tạo nên những ảo giác đó. Nhưng nếu hỏi việc bạn cô bị ma ám có phải là thật không, thì tôi khẳng định là có thật, là linh hồn một cô gái, người tình kiếp trước của bạn cô. Mời anh Lưu. Nếu như đúng là người tình kiếp trước tìm đến, thì trên người bạn sẽ có một dấu vết lạ nào đó. Ví dụ như có nốt ruồi, vết bớt hoặc là những vết sẹo đã có từ lúc nhỏ. Chúng thường nằm ở tay chân, phía sau lưng, hoặc là có nốt ruồi ở khu vực bộ phận sinh dục. Có đúng không? Em chỉ có nốt ruồi ở miệng và ở mắt thôi.
nói bạn ấy xem phía sau lưng đi. Xem sau lưng bạn ấy đi, có một vết bớt màu nâu. Không biết có phải là vết bớt hay không, hay do da em không đều màu. Bạn cho chúng tôi xem phía sau lưng được không? Em có hình xăm, không sao đâu. Đợi em một lát. Chắc chắn là có, nếu không thì không thể xảy ra sự việc như vậy được. Bạn quay lưng lại và đứng gần điện thoại một chút. Đợi một lát nha. Bạn xăm hình thần của người Hoa không? Đúng vậy, là thần mà người Hoa thờ kính. Cô, bạn có quay phần vai về phía tôi được không? Chỉ cần nghiêng người thôi. Đó kìa, sao bạn nói là không có? Trên vai bạn là vết gì vậy? Nó có từ lâu rồi. Vậy thì đúng rồi, tôi đâu có nói là nó vừa xuất hiện. À, là ở phần vai. Đây, nó nằm trên vai bạn. Vì vậy nó là dấu vết khẳng định là bạn có người tình từ kiếp trước đi theo bạn. Đây chính là vết bớt có từ lúc bạn cô vừa sinh ra, đúng như những gì anh Lưu và chị Trên cảm nhận được. Việc xăm hình Phật hay thần linh trên người là không nên. Vì việc mình quan hệ tình dục và để phụ nữ ngồi lên người hay đại loại vậy sẽ khiến cho tình yêu gặp vấn đề. Đó là việc không tôn kính Phật, thần linh, nhưng đấng linh thiêng mà mình xăm lên người. Vì vậy, tình yêu đều tan vỡ, hầu hết đều là như vậy. Xăm hình gì cũng được, nhưng tránh xăm hình Phật, thần linh lên người. Tôi đồng tình. Tôi chỉ bạn cách này, bạn cầm ba lá vàng đến gặp sư thầy ở bất kỳ chùa nào, nhờ thầy tụng kinh xin hóa giải những nghiệp báo đã cùng nhau tạo nên, xin được chấm dứt những lời hứa tình yêu, bạn nhớ kỹ nhé, lời hứa tình yêu. Sau đó, đợi đúng vào thứ mà mình sinh, ví dụ mình sinh vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì chọn đúng thứ đó. Dậy thật sớm, cầm ba lá vàng đó và cầu nguyện, xin được chấm dứt cái nghiệp này, xin hãy tha thứ cho nhau và đừng tìm đến nhau nữa. Sau đó thì ấn và xoa sao cho ba lá vàng này dính vào người mình. Ở chỗ vết bớt phải không? Đúng vậy. Sau đó, bạn hãy cầu nguyện thầm trong lòng là những nghiệp báo đã cùng nhau tạo nên, những linh hồn từng có duyên nghiệp ở kiếp trước. Xin hãy chấm dứt quá khứ tại thời điểm này. Thử coi linh hồn cô gái đó có rời đi không? Mời chị Trên góp ý thêm. Bạn cô, tôi có lời khuyên cho bạn. Một là hãy thường xuyên làm phúc, ví dụ như cúng dường, bố thí. Sau đó thì bạn làm nghi thức vẩy nước. Có thể là dùng nước thật hoặc vẩy nước trong tiềm thức. Nhưng hãy dành phần công đức đó cho linh hồn và chỉ định cụ thể là tôi xin dành phần công đức này cho oan gia trái chủ của tôi ở kiếp trước và kiếp này. Nếu đã từng hứa hẹn, thề thốt với người tình kiếp trước bằng lời nói hoặc suy nghĩ. Nếu nhớ thì tốt, không nhớ cũng không sao, tôi xin dành phần công đức này cho họ. Sau đó, thì bạn thắp 16 nén nhang ngoài trời. Cứ làm ở nhà cũng được và nói rằng mình đã dành phần công đức của việc cúng dường cho họ rồi, cầu cho linh hồn của người tình kiếp trước nhận nó và sớm được đầu thai. Đừng làm phiền tới nhau nữa. Đây là câu chuyện của bạn cô, đã bị ma ám hơn 4 năm liền. Linh hồn đã nói với bạn cô rằng muốn bạn ấy đi cùng. Anh Lưu và chị Trên đã cảm nhận được rằng linh hồn vẫn luôn bám theo bạn cô chính là người tình kiếp trước của bạn ấy, người mà bạn cô từng thề hẹn yêu thương. Anh Lưu và chị Trên cũng đã hướng dẫn cho bạn cô cách để cắt đứt với linh hồn cô gái vẫn luôn bám theo bạn ấy. Thời lượng chương trình đã gần hết, mời chị Trên. Trong trường hợp chúng ta ở gần ai đó, ví dụ như vợ chồng, con cái, hoặc người mình yêu thương, nhưng cảm thấy có vẻ như họ là oan gia trái chủ của mình, chúng ta cảm thấy đau khổ về thể xác lẫn tinh thần khi ở cạnh họ, điều đầu tiên cần làm đó là phải thật bình tĩnh, và cứ nghĩ rằng mình đã cùng nhau tạo nghiệp báo. Vì Đức Phật từng dạy, chúng ta có nghiệp báo là đồng loại, nghiệp báo là người nối dõi. Nếu không cùng nhau tạo công đức hoặc nghiệp báo, thì không thể nào gặp được nhau. Tất cả đều có lý do của nó. Khi chúng ta gặp phải chuyện như vậy thì phải học cách bình tĩnh chấp nhận nó. Đồng thời tạo công đức, phúc lành, để sau này gặp được người mình yêu, người thân hoặc con cái vẹn toàn như ý muốn. Nếu thấy video này hay, mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh để theo dõi, like và bình luận cảm nghĩ về câu chuyện trong chương trình để tiếp thêm động lực cho kênh dịch lại nhiều video ý nghĩa hơn nữa nhé.